Những điều nên làm vào độ tuổi 60. Kính thưa quý vị, không quá muộn để bắt đầu lối sống lành mạnh. Đừng nghĩ ở độ tuổi 60, tất cả đã trở nên quá muộn để bắt đầu xây dựng các thói quen sinh hoạt tốt. Những thay đổi tốt bạn thực hiện bây giờ, dù nhỏ nhất, cũng có thể cải thiện đáng kể sức khỏe của bạn và trong một số trường hợp giúp đảo ngược phục hồi một số thiệt hại đã từng có trong những năm còn trẻ. Các thói quen tốt như là kiểm soát cân nặng của bạn, ăn nhiều trái cây và rau quả, tập thể dục ít nhất 2,5 giờ mỗi tuần và không hút thuốc sẽ cải thiện sức khỏe và tuổi thọ của bạn ở mọi lứa tuổi. Nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ. Bộ não rất hưng phấn với các vấn đề mới, đặc biệt là những vấn đề cần giải đố và tìm tòi. Não tạo ra các kết nối và học tập mới, giúp bộ não sảng khoái và khỏe mạnh. Hãy tìm các hoạt động nhằm duy trì trí tìm tòi và khám phá để giữ cho tinh thần của bạn cảm thấy hạnh phúc khi nghỉ hưu. Tránh rơi vào quá nhiều thói quen cũ, giữ cho bộ não của bạn được rèn luyện những suy nghĩ và thách thức mới. Dành thời gian để chăm sóc sức khỏe. Trước ta cảm thấy luôn bận rộn và có lẽ cực kỳ ít thời gian để tập thể dục và tự vào bếp nấu bữa cơm gia đình. Bây giờ là lúc dành thời gian để ưu tiên những vấn đề này hơn. Thường xuyên vận động không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn có khả năng giúp ta sống lâu và khỏe mạnh hơn. Suy nghĩ tích cực. Thái độ tích cực ảnh hưởng tới cách cơ thể của bạn đối phó với sự căng thẳng và thể hiện qua hành vi của bạn. Một số nghiên cứu cho thấy suy nghĩ tích cực và vui vẻ có thể kéo dài thêm tới 7,5 năm. Kiểm tra sức khỏe đều đặn. Khám kiểm tra sức khỏe định kỳ giúp phát hiện và sàng lọc các vấn đề về sức khỏe, đồng thời phát hiện bệnh sớm, điều trị với tỷ lệ thành công cao nhất. Những lời khuyên từ bác sĩ sẽ giúp bạn có những thông tin bổ ích và có những phương pháp cải thiện sức khỏe tốt hơn. Tìm hiểu liệu pháp hormone nếu cần thiết. Hormone thay đổi trong suốt cuộc đời con người. Một số người tin rằng những thay đổi trong hormone là nguyên nhân gây ra lão hóa. Trước khi thực hiện một liệu pháp hormone, hãy trao đổi với bác sĩ về cách bổ sung hormone phù hợp nhất với cơ thể bạn. Sử dụng thời gian của bạn hiệu quả. Nghỉ hưu có thời gian để làm những gì bạn muốn. Khi bạn ngừng làm việc, bạn có thêm ít nhất 40 giờ một tuần. Bạn có thể dành thời gian tập thể dục, giao tiếp xã hội, tham gia tình nguyện, nấu các món ăn tốt cho sức khỏe và làm những việc khác mà bạn yêu thích. Kiểm soát thời gian của bạn khi nghỉ hưu và sử dụng nó để làm cho mình khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Duy trì các mối quan hệ xã hội. Các mối quan hệ xã hội tốt có thể cải thiện sức khỏe vì tương tác với mọi người, giúp cho bạn quản lý cảm xúc, căng thẳng và giúp bạn duy trì được các thói quen tốt. Vì thế cần lập một kế hoạch cho các liên kết xã hội của bản thân sau khi nghỉ hưu và duy trì thực hiện nó. Sau 50 tuổi, ba dưỡng chất này còn quan trọng hơn việc tập thể dục mỗi ngày, cung cấp đầy đủ để cơ thể khỏe mạnh, sống lâu. Kính thưa quý vị, nếu như biết cách cân bằng chế độ dinh dưỡng và tập luyện, người sau 50 tuổi không những có sức khỏe thể chất dẻo dai mà còn duy trì được đời sống tinh thần lạc quan. Thường xuyên tập luyện mang tới cho người cao tuổi cuộc sống năng động và khỏe mạnh, cải thiện rõ rệt sức khỏe tuổi 50. Tuy nhiên, nếu tập luyện quá sức, không những sức khỏe bị ảnh hưởng mà còn gánh chịu nhiều hậu quả khôn lường. 1. Tập thể dục quá sức không tốt cho xương khớp. Đau nhức xương khớp là tình trạng hay gặp ở người sau tuổi 50. Càng lớn tuổi, các khớp sẽ bị mòn nhanh hơn người thường. Một khi các khớp đã bị mòn thì rất khó phục hồi. Đặc biệt khi tập luyện, cơ bắp và xương có thể bị tổn thương nên cần có thời gian để phục hồi. Nếu người cao tuổi bỏ qua thời gian nghỉ ngơi này mà vẫn tập luyện
ở cường độ cao, cơ xương có thể bị suy yếu và dễ bị bóc cân, phá cơ hay gãy xương. 2. Tiêu hao nhiều năng lượng, dễ thiếu dinh dưỡng. Sau 50 tuổi, khả năng hấp thụ thức ăn của dạ dày và ruột sẽ giảm đi. Khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng cũng giảm theo. Tập thể dục có thể làm tiêu hao năng lượng của cơ thể con người. Nếu vận động với tần suất lớn mỗi ngày, khả năng tiêu hao năng lượng càng lớn, gây ra tình trạng thiếu dinh dưỡng, dẫn tới việc thể lực kém, cơ thể dễ mắc bệnh. 3. Tăng gánh nặng cho tim và phổi. Khi bạn càng lớn tuổi, chức năng tim phổi của bạn sẽ trở nên kém hơn. Việc tập thể dục quá sức sẽ làm tăng gánh nặng cho hai cơ quan này, nhất là đối với những người đang mang bệnh từ trước. Không những thế, tập thể dục quá sức trong thời gian dài còn có thể gây ra nhồi máu cơ tim, rất nguy hiểm. 4. Đẩy nhanh quá trình lão hóa não. Một nhược điểm nữa của việc tập thể dục quá sức sau tuổi 50 đó là nó sẽ gây ra việc đẩy nhanh quá trình lão hóa của não bộ. Khi cơ thể con người tập thể dục, oxy và máu sẽ lưu thông đến các cơ quan vận động nhiều hơn, dẫn tới lượng oxy cung cấp cho não bộ không đủ. Nếu điều này xảy ra, có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa của não. Để duy trì sức khỏe sau 50 tuổi, nên bổ sung 3 loại dinh dưỡng này. Tập thể dục cần tiêu hao năng lượng liên tục, tuy rất tốt cho cơ thể, thế nhưng cũng chỉ nên tập luyện ở mức độ vừa phải. Sau khi bước qua tuổi 50, việc bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể là quan trọng hơn cả. Hãy chú ý vào một chế độ ăn uống cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng để có một cơ thể khỏe mạnh, tránh xa mọi bệnh tật. Dưới đây là những loại vitamin và khoáng chất bạn cần cung cấp hàng ngày vào cơ thể. 1. Canxi. Sau 50 tuổi, hàm lượng canxi trong cơ thể bạn càng giảm đi so với mức bạn hấp thụ. Răng thưa dần, canxi trong xương cũng sẽ giảm, dễ gây ra chuột rút, loãng xương, gãy xương. Vì vậy, cần chú ý bổ sung canxi nhiều hơn. Nên uống 1 ly sữa mỗi ngày hoặc ăn thêm các thực phẩm giàu canxi như hạt vừng, vỏ tôm. Việc tiếp xúc nhiều hơn với ánh nắng mặt trời khi thời tiết tốt cũng sẽ giúp bổ sung canxi cho cơ thể. 2. Vitamin nhóm B. Thiếu hụt quá nhiều vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B12, có thể dẫn tới rối loạn chuyển hóa trong cơ thể, chán ăn, táo bón. Bạn có thể ăn thêm khoai tây, đậu và một số loại ngũ cốc để bổ sung vitamin B cho